Hello, xin chào tất cả mọi người. Cấp báo mãi mà khang cả giọng, mà thông tin đến liên tục, cho nên là người ta phải cập nhật thông tin để gửi tới cô dì chú bác đang quan tâm đến cái sự việc, để cô dì chú bác nắm bắt rõ, để cô dì chú bác cùng lực tàng lên án cái sự việc này nha cô dì chú bác. Tối hôm nay lại có một thông tin cực kỳ giật gân, cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ nóng từ nguồn điệp viên trinh sát trinh nhẹ 007-008-009 và nguồn điệp viên từ 38, từ số 8 cho đến số 15 vẫn còn nguyên mấy bạn, chứ bổ sung thêm bạn nào nha mọi người. Nhưng thông tin thì cập nhật về liên tục và sự việc này là một sự việc rất nóng. Ngày hôm nay cung cấp thông tin để mọi người biết rõ về sự việc gia đình bên ngoại của bé VA đã làm gì với lại bọn xấu bọn ác thì có gì chứ bác. Trong thời gian vừa rồi thì mọi người cứ nghĩ rằng là gia đình nhà chị Hạnh đã ăn tiền và không lên tiếng sự việc này. Nhưng với cái thông tin ngày hôm nay thì khiến mọi người sự ngã ngửa ra và biết được rằng là cái sự mạnh dạn và quyết tâm như thế nào của gia đình bên ngoại bé VA nghe cô gì chứ bác. Thì mọi người có thể thấy là những clip trước của Tàng đã cập nhật thông tin về tình hình lâm ly bi đát của cặp đôi Đăng và Thái đã như thế nào. Thái thì hiện tại bây giờ đích đã nở hoa, và Trang thì vùng tam giác mạch, vùng gọi như là ngã ba đường làng và cái hồ ba bể đã bị tan tành té bè, tè le hột mè, tựa lưa hột dưa và bè bè bét bẹt. Thì cô dì chú bác cũng có thể thấy lực đàn nói rằng là bị nghiệp quân, bị người âm đều bám và bị quả báo vì những tội ác, tội lỗi của mình gây ra. Bây giờ vô phương cứu chữa, không còn ai cứu chữa được nổi nữa nha mọi người. Đấy, kể cả ông ấy là giám đốc bệnh viện, kể cả là những quen biết rất là nhiều về bác sĩ giỏi, nhưng đều phải bó tay trước cái căn bệnh này. Căn bệnh này là căn bệnh trời ban xuống và hành vào sát của Ất Trang và Thái ở những điểm trọng yếu nhất. Đặc biệt Thái là cái lỗ hậu môn, còn Trang là nơi cái vùng phụ khoa. Có gì bác thấy rằng là man rợ, ghê rợn như thế nào khi mà trời hành, khi mà nghiệp quật thì không thể nào mà cứu chữa được nha cô dì chú bác. Thì có chăng đưa đến bệnh viện khác mổ xẻ phẫu thuật đồ này kia thì cũng chủ yếu là để cứu lấy tính mạng của tụi nó thôi, chứ còn cái bộ phận đó càng gieo kéo, càng thuốc men vào thì càng nặng thêm nha mọi người. Khi nào mà ông trời ông không quật vào đó nữa thì mới thoát được thôi nha cô dì chú bác. Nhưng lực tàng nghĩ chắc có khả năng không có cái thời gian nào để cho ông trời ông ngưng quật vào cái cặp đôi này, tại vì tội ác nó quá man rợ, kinh rợn, cả cộng đồng xã hội chúng ta bêu rếu từng ngày từng giờ một và quyết tâm lên án như vậy. Thì hỏi cô dì chú bác ai mà tha thứ cho tụi nó, đến chúng ta là người dân bình thường còn chưa thể tha thứ thì huống gì ông trời ông có rất là nhiều cái mắt thần mà ông nhắm vào những kẻ ác kẻ xấu để ông quật. Ông mà đã quật rồi thì không phải một mình cặp đôi Trang và Thái mà còn những người liên quan. Đó là ai? Đó là gia đình nhà nội, đó là những người mà đã tiếp tay cho cái cặp đôi này để xử bé Vân An. Nên là cô gì chú bác, tôi đang hy vọng rằng trong thời gian sắp tới ngắn thôi là những cái nhóm người này sẽ bị hết, giống như thế là Trang với Thái, thì chúng ta mới hả dạ hả lòng. Bây giờ tình trạng lâm ly bi đát như vậy là không thể nào mà chúng ta tưởng tượng được cái nỗi đau thân xác mà tụi nó đang bị chịu. Không phải là bị ở thân thể, không phải là bị ở khuôn mặt, mà nó bị ở những vùng kín, những vùng mà chúng ta không thể nhìn thấy được nha cô dì chú bác. Cái nỗi đau nó âm ỉ, nó kéo dài từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ một ở trong thân thể của tụi nó. Như vậy nó đang gặp nhấm cái nỗi đau thân xác vô cùng ghê rợn. Thưa quý vị các bác, đó, chúng ta nghe thấy những thông tin như vậy là chúng ta cảm thấy rất là sung sướng, đúng không quý vị các bác? Đấy, thì trong thời gian sắp tới đây là sẽ xử, nhưng mà xử sớm ngày nào thì tụi nó được giải thoát ngày đó, chắc chắn là con Trang nó sẽ bị tử. Còn thằng Thái thì hy vọng rằng con Trang sau khi có những cái xét nghiệm đồ này kia thì mang vào trong người mình một con ếch, một con nhái, đấy, cái bệnh thế kỷ ấy mọi người, thì chắc chắn là thằng Thái nó sẽ không sống quá 10 năm, nghe quý vị các bác. Cho sự 8 năm định thì ở trong đó 8 năm là những ngày tháng vô cùng đau đớn của cuối cuộc đời của Thái, và cho ra khỏi trại giam khoảng 2 năm thì Thái cũng đứt cầu chì, đứt dây thun và đứt phần phật. Nên quý vị chú bác, quý vị chú bác cứ yên tâm, trời mà đã quật nhắm ai rồi thì không thể thoát được.
thì cái thông tin mới nhất ngày hôm nay liên quan đến gia đình nhà nội và gia đình nhà gì nghĩa như thế nào, và gia đình nhà bên ngoài đã phản ứng ra sao khi gặp những người này để giải quyết cái vấn đề ngày hôm nay, thì Lực Tàng sẽ làm rõ cho mọi người để mọi người nắm bắt thông tin từ Điện Viên Tinh Nhuệ gửi về. Trước khi vào câu chuyện thì mọi người nhớ là ủng hộ Lực Tàng bằng cách mua những mặt hàng mật ong, gồm có mật ong rừng, ong ruồi, ong đất và ong khoái, là những loại mật ong anh em Điện Viên Tinh Nhuệ trinh sát leo vào rừng sâu, leo lên cây cao để lấy được những cái giọt mật tinh khiết như thế này. Đây là mật ong rừng nha mọi người, đây là cái màu hơi đen đen này là mật ong rừng. Hôm bữa Lực Tàng đẻ thì nó màu hơi vàng đúng không ạ, và để càng ngày thì xuống màu này, mọi người thấy không ạ, nó trở thành màu đen. Đây có phải là mật ong thật hay không thì cô dì chú bác cứ nhìn là cô dì chú bác sẽ biết. Toàn bộ là mật ong chất lượng hảo hạng nghe cô dì chú bác. Rồi đây là mật ong hoa bạc hà. Mật ong hoa bạc hà này là rất là tốt, mọi người thấy nè, Lực Tàng đẻ ngày một luôn, không bao giờ có chuyện đóng đường hay là này nọ. Tinh chất nguyên chất chất lượng hảo hạng loại một nên cô dì chú bác, giúp ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Uống mật ong bạc hà giúp ngủ ngon hơn, tăng cường miễn dịch. Mật ong bạc hà tốt cho gan, giảm viêm họng, khả năng chống lão hóa của mật ong bạc hà rất là cao, giảm nguy cơ trầm cảm. Ngoài những vị mật ong bạc hà thì Lực Tàng có mật ong cà phê, mật ong hoa nhãn. Mật ong hoa nhãn màu đen mọi người này, mật ong cà phê nó màu giống như mật ong rừng nhưng mà chất lượng loại một hết nha quý bác. Rồi tinh bột nghệ này, bột nghệ này là tinh bột chứ không phải là nghệ xay nha mọi người. Tinh bột chiết xuất mịn pha với lại mật ong trị bao ruột dạ, đường ruột dạ dày bao tử rất là tốt, đầy bụng khó hơi bộ, khó tiêu bổ máu này, làm đẹp da, phòng tránh hậu sản sau sinh này, đặc biệt tác dụng phòng ngừa sự phát triển tế bào ung thư, giảm mỡ máu, điều trị đường ruột dạ dày hành tá tràng đầy bụng khó tiêu, kinh nguyệt không đều, giảm béo bụng. Đó là những cái mặt hàng mà Tàng đang bán cho quý vị bác. Bột ca cao thôi nha, Tàng cũng có bột ca cao tinh khiết nguyên chất 100%. Đó, thì cô dì chú bác nào thương thì gọi điện số trên màn hình, Lực Tàng sẽ báo giá và ship hàng toàn quốc cho cô dì chú bác nha. Rồi không để cô dì chú bác phải chờ đợi lâu thì Lực Tàng tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến gia đình nhà ngoại. Thì mọi người biết là khi mà cặp đôi trang thái này bị như vậy, bác sĩ đều phải bó bột tay chân lại, tại vì không thể nào cứu chữa cho cặp đôi trang và thái. Khi biết rằng đây là nghiệp quật, đây là bị người quái âm ấm thì những bác sĩ này cũng đã nói với gia đình, thì cái gia đình nói rằng là bây giờ chỉ có đến thầy bà để cúng bái, để hỏi xem tình hình như thế nào thôi. Thì gia đình Hà Nội, gia đình nhà Trang gì đã tức tốc gặp những cái thầy bùa vậy như là ghê rợn nhất, là dỗi nhất ở khu vực, đặc biệt là bên phía gia đình Hà Nội. Đã gặp được một thầy, và thầy này, thầy đã phán rằng người quái âm đã bắn vào phòng thái nhà con nhà ông bà. Người quái âm đang hành xác thái và nghiệp quật con của ông bà đã đến, thầy đã phán như vậy. Thì gia đình Hà Nội nói rằng là bây giờ bác sĩ đã vô phương cứu chữa thì mong thầy cho một cái phương án để gọi như là gia đình nhà cứu con quý tử, để mai mốt nó còn duy trì nòi giống nòi cho gia đình nhà tôi. Thì bên phía thầy cũng nói rằng là thầy lắc đầu, thầy không thể nào mà thầy giải quyết cái vấn đề này, kể cả gọi lập đàn đăng đàn để cúng bái, để làm bùa làm phép thì cũng không thể nào cao tay mà để xử lý cái sự việc này, tại vì đây là ông tổ của ông tổ trên đời là vậy, như là ông đã ban xuống rồi thì không thể nào mà có thể cứu được. Đến thầy cũng bó tay luôn, tức là tất cả mọi ông thầy đều bó tay. Thì gia đình này mới van xin thảm thiết, khóc lóc quỳ lại và nói rằng là cái phương án như thế nào để có thể cứu được thầy trong thời điểm hiện tại bây giờ, bán đất bán nhà tiền bạc bao nhiêu thì cũng mong rằng là sẽ cứu được nó thôi, hay là chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cứu con của chúng tôi. Thì qua một cái quá trình ông thầy này lên đồng và nghe tiếng vậy như là người gọi trên nói, thì đã gặp được một cái vị thiên sứ nào đó, nói chung là bên ông thầy này cũng rất là cao tay mọi người. Thì ông thầy này đã nghe được cái cách giải quyết bước ban đầu, tức là giải quyết bước ban đầu là chỉ giảm bớt cái nỗi đau thân xác cho thằng thái thôi nha mọi người. Thì ông bà nội đã nghe và cái phương án này là cái phương án nói rằng chỉ có còn cách rằng là ông bà nội và gia đình bên nội phải biết ăn năn sám hối và phải biết đi xuống đến tận nơi là nơi bé VA làm đó và gặp trực tiếp gia đình của bên phía gia đình nhà ngoại, tức là chị Hạnh, bà ngoại và những người mà có mặt và đang liên quan đến bé VA ở bên ngoại đó, là quỳ lại van xin và dùng tiền, dùng quyền thì không biết, chỉ cần họ tha thứ hay là họ còn nói tốt cho thằng Thái một tiếng, hoặc là có thể rằng là bỏ qua cái sự việc hay này kia đó, thì thằng Thái mới không bị nghiệp quật như vậy, kể cả con trai luôn. Nếu có gì các bác, thì gia đình bên nội chỉ còn một cái phương án cuối cùng nó là như vậy, tức là gia đình bên ngoài nhẹ bao nhiêu
nhẹ dạ bao nhiêu thì thằng Thái sẽ nhẹ cái nỗi đau bấy nhiêu. Nghe cô gì các bác? Đó là ý của thầy nói là phải xuống để gặp trực tiếp. Chỉ có gia đình bên ngoài hiện tại bây giờ mới cứu được thằng Thái thôi. Khi mà bên ngoài sẽ chấp nhận lời đó và lên trên gọi như là chùa Tường Nguyên để thắp cho bé Vea Nguyễn Nam, rồi nói nhỏ với lại bé Vea thì may chăng bé Vea nó còn tha thứ cho gia đình nhà gia đình nhà ông nội và thằng Thái mọi người. Đó thì chỉ có cái phương án đó thôi tối ưu nhất. Nhưng mọi người biết không, sau khi nghe thông tin đó một cái là họ đã lên cái phương án bắt lên xe 16 chỗ một cái là đâm thẳng một phát xuống Vũng Tàu luôn. Tại vì nếu như không xuống thì trong vòng một thời gian ngắn mà thôi là càng ngày càng đứt. Mà thằng Thái ấy, là nó đã vào đã gặp thằng Thái, nó van xin nó đau đớn như thế nào thì gia đình này đâu có thể mà bỏ qua được. Nó đang thương con nó như vậy cơ mà, đang muốn cứu con của mình như vậy cơ mà, cho nên là đã đi tức tốc xuống gặp gia đình chị Hạnh. Thì mọi người biết rằng là xuống đến nơi thì họ làm cái gì không? Họ đem nguyên một cái ba lô tiền xuống nha mọi người, mang luôn một cái ba lô tiền, không biết là tiền ở đâu ra mà nhiều đến cái mức độ như vậy. Là hết ông luật sư này, hết ông luật sư nọ, rồi bắt đầu là làm đủ thứ chiêu trò để chạy trọt này kia để cứu con. Tiền là hết nhiều như vậy rồi mà chính này nhắc đến tiền một cái lại thêm một ba ly tiền nữa như mọi người, không biết lấy ở đâu ra mà nhiều như vậy. Thì sau cái quá trình mà mang xuống đến nhà chị Hạnh rồi á, thì mọi người biết rằng là họ đặt cái ba ly tiền lên, họ cứ nghĩ rằng là có tiền là sẽ giải quyết hết tất cả. Thì họ đưa ba ly tiền và họ cũng đã van xin khóc lóc, nhất là mẹ của Thái mọi người, tức là quỳ xuống van xin khóc thì miệng là to như cái loa phát thanh, nước mắt nước mũi là chảy rầm rề ướt hết cả vài cái áo trời cả áo ngực. Mọi người thấy là đó là cái chiêu thức để mà cứu con của họ, thì họ phải diễn thôi, đảm bảo là họ diễn thôi, họ khóc họ hối hận họ van xin ơi Hạnh ơi là Hạnh ơi hãy cứ tha cho thằng Thái nhà bà Hạnh ơi, tha cho thằng Thái nhà mẹ Hạnh ơi, dù sao đây thì thằng Thái cũng là chồng của con trong một thời gian dài, dù sao đây Thái vẫn là cha của bé Lâm An, vẫn là cha của bé Vân An, hai đứa con của con Hạnh ơi, nó vẫn là một thằng cha đang yêu thương các con, nhưng vô tình bị bùa mê thuốc lú, bị con gì ghẻ nó tấn công, nó hãm hại, cho nên nó đổi ít thay đổi danh tính tình trở thành con ác thú. Hạnh ơi là Hạnh ơi, hãy tha cho Thái nhà mẹ đi Hạnh ơi, hãy nghĩ tình xưa nghĩa cũ, tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao sửa lãng quên. Bà còn hát luôn nha mọi người, để mà gọi như là làm đúng mọi chiêu trò, quỳ gối van xin khóc lóc, rồi ông nội cũng tham gia vô. Hạnh ơi, Hạnh có thương cha thương mẹ hay không? Hạnh ơi, Hạnh có biết rằng là thằng Thái nó bây giờ nó đau đớn, nó tội nghiệp như thế nào, chỉ có con mới cứu được thôi. Hạnh ơi là Hạnh ơi, bắt đầu là làm lâu sắc xong nó cả chị cả con dâu con rể rồi ông bà nội gọi như là quỳ xuống van xin bấu víu lên cái quần của chị Hạnh, muốn bùng cái quần luôn mọi người. Hôm nay mà mặc cái quần mà có khi mà đeo cái dây mịch chứ không khó là tụt luôn nữa đâu. Nó quỳ nó van nó kéo nó xin nó này nó kia, nói rằng là chủ yếu là tha thứ rồi hãy đến nhận chùa Tường Nguyên thắp cho bé đến nhang, rồi nói cho bé hãy tha thứ cho cha của mình, rồi hãy để cho cha của mình được sống yên sống ổn, đừng có hành thác cha của mình nữa, chịu không nổi. Bắt đầu là mọi người biết rằng là bên phía gia đình là chị Hạnh là ngày trước đó, là cứ nghe cái là nhiễu lòng, tức là gọi như là nhẹ dạ cả tin liền ông mà nhún nhường liền. Nhưng chính này thì không nha mọi người, trong cái quá trình suốt một thời gian dài và chờ đợi và cái sự bức xúc phẫn nộ trong con người gia đình này chị Hạnh bây giờ nó lên đến điểm cao trào, và cặp đôi kia chưa bị xử lý, rồi những cái đơn kiến nghị của bên phía gia đình tụi nó là để nhẹ cho thằng Thái, nói rằng là bị tâm thần, bị hậu Covid, rồi bị bùa mê thuốc lú, đổ hết tội lỗi cho con trang. Thì gia đình nhà chị Hạnh càng cảm căm phẫn và gọi như là bực tức lên nha mọi người. Đấy, cầm cái một cái vali tiền tán một phát vô mặt giữa ông bà nội và gọi như là tên phía của chị luôn nha mọi người. Tán một phát là tiền bay ta lạ âm bình luôn. Ôi, nó chưa cài mà tức quá, chị Hạnh cầm luôn một cái vali quăng một phát vô mặt cả gia đình luôn, tức là ông bà nội luôn. Nó làm một cái đốt hoa đom đóm cả mắt luôn nha mọi người. Đây là cứu con ông bà thì ai cứu con tôi? Con ông bà đã chết đi chính con tôi, không? Ông bà là người chết tay đã cướp đi tính mạng của con tôi một cách man rợ dã man, cả cộng đồng người ta còn khóc, gia đình tôi không còn nước mắt để khóc, con của chúng tôi mà chúng mấy người tức đi như vậy, tại sao con của mấy người thương mà mấy người không thương cháu?
Con có mấy người thương mà tại sao không biết nghĩ rằng chúng tôi không thương con? Ông bà thương con như thế nào thì chúng tôi cũng thương con chúng tôi như vậy, thương cháu chúng tôi như vậy. Bà ngoại cũng ra luôn mọi người, ông bà ngoại cũng ra là một lô sắt sông, là một này một kia, chỉ thẳng mặt của cái mặt của bà ngoại như thế, bà nội như thế này. Bà là cái người ác ôn nhất, bà là âm mưu nhất. Cháu của bà mà không lo, mà giành giật ngày xưa ông với bà đã cướp đi cháu của chúng tôi, nói con của tôi là bị tâm thần, không đủ năng lực để nuôi con, cho nên mới xảy ra nông nỗi như thế này. Ông bà ngày xưa mà tốt một tí, mà ngoan một tí như hiện tại bây giờ quỳ lại cho anh xin nhà tôi, thì không bao giờ mà cướp được bé Văn An, và bé Văn An sẽ không bao giờ bị tước đi tính mạng đau đớn như vậy. Ông bà còn mặt mũi có một con người mà xuống đến đây để van xin hả? Đấy, bà nội ra, bà nội cũng cho một lô sắt sông, rồi bác Quang Vinh, rồi bác Loan cũng cho một trận ra tòa, ra trống, ra ngô, ra khoai, chỉ cái chỗ lên bờ xuống ruộng luôn nha mọi người. Nhưng nó vẫn lì mặt nó van xin. Đấy, cái loại cao đào lì mặt van xin, tức là khóc lóc đủ thứ chiêu trò. Thì bây giờ đình nhà ngoại quyết tâm vào, bây giờ ông bà không về chúng tôi báo ngàn ngày xuống đây để quấy rối, để gọi như là chạy trọt, cứu cho những kẻ ác thú, thì không khác gì chúng tôi mà nhận lời thì đang tiếp tay với kẻ xấu kẻ ác, thì chúng tôi cũng mang tội. Ông bà hãy về ngay lập tức, còn không tôi kêu công an tôi thả chó cho cắn cho ngoại thì chạy không kịp đó mọi người. Các bạn tin gia đình ngoại thì căng lắm rồi, tất cả mọi chuyện đều do các ông bà gây ra. Nếu như hiện tại bây giờ thực sự có bị hành giáp như vậy, đó là cái sự công bằng, và DVA chỉ suốt một năm trời, con chúng tôi bị suốt một năm trời, thì rõ ràng là nó cũng đau đớn còn gấp ngàn gấp triệu lần như vậy so với con ông bà. Nhà con ông bà mới bị đây có nửa tháng này, đòi hành nó như vậy là quá bình thường. Đúng lý ra là tụi nó phải xin chết đi để được giải thoát, để được làm con ma sứ, chứ không phải là đến bây giờ mấy người bị như vậy rồi mấy người mới xuống xin. Bất cứ một cái gì bất lợi cho mấy người là mấy người dở cái trò khóc lóc van xin ra để mà bên gia đình ngoại chúng tôi tha thứ. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi sẽ đi tới cùng và tin tưởng hết vào pháp luật. Pháp luật Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào cho nó nghiêm minh, điều trị hai cặp đôi này để làm răn đe. Không phải cháu của chúng tôi mắc mà chúng tôi làm, mà đây là chúng tôi làm vì toàn cộng đồng, vì toàn những cái đứa trẻ nữa. Đó là gia đình ngoại nói như vậy mọi người nhá. Rất là căng luôn, căng đét luôn, ngày hôm nay chữ thắng cổ thắng mặt luôn. Một lúc sau đây là móc điện thoại ra, alo công an xã hả, công an địa phương đến nơi hả, là bên gia đình té đáy té khói, đã bắt đầu là mới lên xe phóng đi mọi người nhá. À, là lên xe phóng luôn, tức là gia đình ngoại là chưa kịp mua trứng thối với lại gọi như là mắm tôm với nha mọi người. Nếu mà có là ngày hôm nay cho tắm luôn đi Vũng Tàu về luôn cho nhục, đúng không ạ? Rồi con ông bà bị như vậy, hành xác chúng tôi không cần biết, chúng tôi không cần biết là bị hành xác như nào, mà đáng phải nhận như vậy, không có gì phải khóc lóc van xin. Ông bà mà càng cứu con ông bà càng bị hành xác nhiều, tôi lại còn xuống được nói với VA, thấp cho bé VA phải nhớ nha, nói tiếp cho VA để trị cho cái thằng Thái với con Trang, còn bị lỡ lớp nhiều, còn bị gãy xương sườn nhiều, đấy, đánh con tôi như thế nào, cháu tôi sẽ xử lý gọi như là con ông bà như vậy thôi, đúng không? Không có tình cảm cha con, không có mùi mẫn gì hết, cứ thấy là đụng chuyện một cái là xuống ban xuống chim. Bây giờ như vậy là chúng tôi hả giận hả lầm, cút không cút thì trứng thúi này, mắm tôm này, sụp thẳng vô mặt hết nha mọi người. Chửi xối, chửi xả, chửi băng cả nước bọt ra luôn, không ngán luôn nha mọi người. Đấy, gia đình ngoại hôm nay được căng như vậy đó mọi người, thấy không ạ? Mưu hèn cái bản họ, mai mốt là gia đình gì để tiếp tục xuống này nha mọi người. Mai mốt gia đình gì để ngày hôm nay ở xa chưa xuống được, cũng nghe bói toán là thông báo là phải xuống sinh gia đình này bị hại, thì chắc có khả năng là nhìn cái gương gia đình nhà nội đây rồi, thì gia đình nhà gì nghĩa thì cũng không dám mò mặt xuống đâu, đúng không? Chữ thẳng cổ luôn á, tấn tấn thằng mặt, tiền nó hất thẳng vali của mặt luôn, sưng húp hết hai cái bò má này với ông nội rồi, máu mèo máu mủ máu mũi thoát ra luôn đó. Tại cái vali nó nặng nó tiền, chị Hạnh cầm tông cái bộ mặt như thế này đấy, mọi người thấy không ạ? Đó, gia đình ông bà gì nghĩa ngon thì xuống đi, mai xuống đi để gặp luôn. Điệp viên của tàng cũng đã có mặt ở dưới đó rồi nha mọi người. Bà Tám cũng đã có mặt ở khu vực lân cận lùng banh rồi nha. Xử lý không bao giờ buông bỏ cái sự việc này. Đấy, không bao giờ tha thứ, không bao giờ khoan nhượng. Nó càng bị trời nghiệp, trời hành, thì ông trời thì ông không thể xử sai được rồi. Lúc nào ông trời cũng là công minh chính, chính đại rồi, linh chính rồi. Nghiệp quật trời hành thì đó là do chính cái số mệnh của họ đã tạo ra, do chính mình tạo ra, chứ có ai tạo ra đâu. Bây giờ phải chấp nhận, đúng không có gì bác? Đó, rất là nguy hiểm, rất là ớn, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghe được những thông tin như thế này là chúng ta biết được phần nào gia đình chị Hạnh như thế nào. Còn những cái thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình chị Hạnh tham tiền này kia không có chuyện đâu, tham tiền làm sao mà quăng cả cái vali tiền của mặt ông bà hoa đục đốm mắt như vậy, được chưa? Còn tình hình Thái Văn Trang á, đẹp viên của Văn Trang vẫn đang bao vây để xem thêm như thế nào. Chắc ngày hôm nay phẫu thuật để giải cứu cho Văn Trang thôi,
Chứ còn cái bệnh đó đã nói rồi là không thể thoát được đâu mà mọi người. Đâu, nó đã dán vào trong người rồi thì chạy đằng trời sao cho khỏi nắng được. Đó, cô gì chú bác cứ yên tâm, mọi vấn đề liên quan đến sự việc này chúng ta sẽ cập nhật. Và gia đình nhà nội và gia đình nhà trang gì hiện tại bây giờ vẫn đang dùng mưu hàng kế bẩn để tiếp tục vậy như là tấn công gia đình chị Hạnh, nhưng gia đình chị Hạnh vậy như là không sợ trời không sợ đất, nó hiên ngang sừng sững để lấy lại công bằng cho con của mình, cho cháu của mình nha mọi người. Không, tụi nó đáng phải nhận những hành động như vậy. Cô gì chú bác cứ bình tĩnh, đừng đưa thông tin thất thiệt, người ta sẽ cập nhật liên tục. Mọi người like, chia sẻ và ủng hộ Lực Tàng. Ai mà cái nút đăng ký đăng màu đỏ nhấn vào cho nó màu xám này. À, còn mà ai mà màu xám rồi thì đừng nhấn nữa nha, nhấn vô là mất đăng ký của Lực Tàng. À, ai mà màu đỏ thì hãy nhấn qua màu xám, được chưa? Nhấn cái dòng chữ màu đăng ký mà đến là nhấn qua thành màu xám là ok. Đó là khi nào Lực Tàng đăng clip lên thì mọi người sẽ nhìn thấy, chứ không có nó chìm là mọi người không thấy được những tin tức nóng hổi sốt sột của Lực Tàng đâu. Đó, từ ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp thông tin cho mọi người như vậy. Có những thông tin gì mới Lực Tàng sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo để gửi tới cô dì chú bác. Cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.